Kính chào bà con nông dân cùng tất cả các bạn. Chào mừng bà con nông dân cùng tất cả các bạn trở lại với kênh Lan Master Channel. Kính thưa bà con nông dân cùng tất cả các bạn, thì hôm nay em cháu sẽ thực hành xử lý cái bệnh thối cuống trên cây mít Thái cho bà con xem ha. Thì đây là cái trái mít chúng ta nó đang bị thối cuống. Bà con thấy nó thối cuống rất là nặng ha. Nó hầu như là nó đã thối cuống nhiều rồi. Xung quanh đó nó đã mềm rồi, lại hết rồi. Cái trái này nó như thế này thì chúng ta chỉ có trái thì nó rất là đẹp, rất là to, tròn đều, nhưng mà nó bị thối như thế này thì chỉ có bán mít chợ thôi đó. Thì bây giờ cái bên công ty thì có cái dòng sản phẩm Nanofort, nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý được cái bệnh thối cuống, thối màu như thế này. Thì hôm nay thì em cháu sẽ xử lý, và ngày mai thì em cháu sẽ quay trở ngược lại và chúng ta xem là kết quả nó như thế nào nha.